Và kế tiếp chúng ta sẽ nói tới vấn đề làm sao chúng ta xây dựng cái sự tự tin. Now we will learn how to build confidence. Xây dựng tự tin như thế nào? Thứ nhất là bạn phải toát ra cái sự tự tin của mình. Exude your confidence. Phải cho người ta thấy được cái sự tự tin của mình. Cái thứ nhì, bạn cười rạng rỡ, bạn đứng thẳng và ánh mắt nhìn thẳng vào người khác một cách mạnh mẽ và một cách đầy tự tin. Smile, stand tall and look at people straight in the eyes. Chúng ta sẽ bắt tay chặt đầy tự tin. Have a firm handshake. Chúng ta có thể ôm hôn người khác thân thiện nếu bạn cảm thấy là bạn thoải mái vì điều đó. So you can give somebody a hug if you feel comfortable about that. Bạn có thể vào LinkedIn hay là Facebook để mà nghiên cứu về người đó, một cái vài đối tượng nào đó mà bạn biết là bạn sắp gặp. You can search LinkedIn or Facebook to learn about that person that you're gonna meet. Bạn hãy bắt đầu hỏi thăm và bắt đầu câu chuyện. Bạn nên là người bắt đầu trước. Say the first hello. Tránh những cái giây phút im lặng mà không nói những cái lời xã giao nào. Avoid any silence and no talking moments. Và tránh hỏi những câu hỏi đóng. Avoid closed end questions like do, did, does. Và bạn nhớ là cố ý hỏi những câu hỏi mở để mở rộng câu chuyện, để xây dựng mối quan hệ, để bắt đầu một cái cuộc nói chuyện. Try to use open-ended questions to open a conversation and build relationship. Và bạn bắt đầu những cái câu hỏi mở bằng những câu hỏi gì, những cái từ W. What, why, when, how, which, whom, where, when. Tell me more. How about... Hãy cho tôi biết thêm làm như thế nào. Đó là những cái cách bạn xây dựng tự tin đối với người khác. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu vào chương trình học các bạn nhé.